Xin chào toàn thể anh chị, em là Nam đến từ tìmnhadep.net. Trong video ngày hôm nay, em sẽ cùng anh chị tìm hiểu một số trường hợp không được phép sang tên sổ đỏ. Sang tên sổ đỏ là cách thường gọi của người dân dùng để chỉ thủ tục đăng ký biến động đất đai khi chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trong một số trường hợp do bên bán hoặc bên mua không đủ điều kiện thì sẽ không thể thực hiện việc sang tên sổ đỏ. Liệu có bắt buộc phải làm thủ tục sang tên sổ đỏ hay không? Xin thưa anh chị, đăng ký đất đai là việc bắt buộc đối với người sử dụng đất. Trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không thực hiện đăng ký biến động đất đai thì sẽ bị xử phạt hành chính. Cụ thể, trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn, tại khu vực nông thôn sẽ bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn, tại khu vực nông thôn sẽ bị phạt từ 2 đến 5 triệu đồng. Còn tại khu vực đô thị, hai trường hợp trên, số tiền phạt sẽ bằng 2 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng tại khu vực nông thôn và cao nhất là 10 triệu đồng trên một lần vi phạm. Tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu các điều kiện được phép sang tên sổ đỏ. Điều kiện đầu tiên đó chính là có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều kiện thứ hai là đất không có tranh chấp. Điều kiện thứ ba là quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Và điều kiện thứ tư là trong thời hạn sử dụng đất. Tiếp đến chúng ta cùng tìm hiểu về những trường hợp không được phép sang tên sổ đỏ. Trường hợp thứ nhất là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, không được phép nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất. Trường hợp thứ hai là tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp thứ ba là hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. Và trường hợp cuối cùng là hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó. Đó là 4 trường hợp không được phép sang tên sổ đỏ. Rất mong video này sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị. Quý vị đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.